Xin chào các mẹ, hôm nay thì Thanh Mai đi thăm khám cho con đây, cầm trên tay hồ sơ theo dõi thai sản, thấy rất là hạnh phúc. Tại vì sao ạ? Chỉ lo là mình bỏ lỡ một cái ngày nào của con mà không đúng chu kỳ. Có những đêm thì mất ngủ, có những lúc còn lo lắng. Khi nào mà đi siêu âm về mà thấy là em bé cử động rất là khỏe mạnh này, nhịp tim tốt này, và các cái chỉ số bác sĩ tư vấn là yên tâm ấy, thì mình mới thấy là đêm hôm đấy không mất ngủ. Các mẹ ơi, chúng mình cùng đi vào bên trong là chúng mình cùng thăm khám với bác sĩ nhá. Ngày xưa ấy, người ta cứ đo vào bên ngoài, người ta phỏng đoán hết. Còn bây giờ là đo trực tiếp với em bé, nó không bị những cái cơ thể của người mẹ nó làm nhiễu loạn. Và đây là một trong những máy siêu âm hiện đại bậc nhất bây giờ. Đây là mắt tầm xe, nhìn được cả nhân mắt bên trong. Tầm xe, thấy không? Yêu không? Còn hiện tại thì đang nằm siết hai chân đang duỗi thẳng trên mặt luôn, vắt cong người luôn. Đây, và hai cái xương đùi, hai xương cẳng. Một cái điều là chân rất dài. Xương đùi 29 tuần 5 ngày. Con gái à? Chân dài đấy. Phải xem lại xem có đi làm người mẫu nào. Chân đứng thẳng nhìn thấy rõ. Đấy. Thấy chưa? Nó chụp với nhau, rất là đẹp nữa. Cái màu đen này là nước ối này. Dạ. Thường thì là cái cấu trúc cơ thể, cái nhân chắc học ấy, nó cũng nói lên cái giới tính đấy. À. Bây giờ thành ra sinh rồi, công bố giới tính là không được phép, nhưng mà đây là tham gia sắp sinh thì cũng cần phải biết để có một sự chuẩn bị tốt cho em bé. Cố tình che mặt rồi. Hôm nay máy 4D hiện đại nhất thế giới của tôi mà không bị giấu mặt thế này thì hơi phí. Phí quá này. Cả cái đồ ối khuỷu ngay trên má. Đầu của em bé hiện tại ở trên này nhé chị Mai nhé, hơi ngược rồi. Chưa quay. Nó sẽ có thời gian để nó xoay xuống dần. Với cấu trúc não hiện tại thì cái đường giữa của nó rất là đẹp. Và cấu trúc não hiện tại thì cân đối, không có gian não thất hoặc là không có khối u gì trong não. Cô nào bất kể lúc nào muốn kiểm tra gì cứ qua thì bất kể hàng nào. Tí nữa bác sĩ bác ấy sẽ lưu cái mã số gọi là khách hàng VIP đặc biệt. Bác ấy trông to phết bác nhỉ? Rất là cao, nét thanh tú. Nhìn nghiêng rồi. Vừa sinh, vừa chân dài nhất rồi. Hơn mẹ rồi. Mọi người thấy em bé có xinh không? Khi mà đi siêu âm xong thì cái niềm vui nhất đấy là nhìn thấy con và thấy em bé rất là đáng yêu này, lớn hơn mỗi ngày. Và đặc biệt là hôm nay thì bác sĩ có tâm sự với mẹ Mai đấy là em bé, cái tuổi thai của em bé còn lớn hơn cái mức tuổi thai của em bé khoảng 3 ngày. Tức là mẹ ăn đủ chất và con cũng lớn đúng với tiến độ của con nữa, vượt tiến độ. Và có một cái điều rất là đặc biệt là mẹ Mai phải đi thăm khám lại hậu Covid. Thực sự là đây cũng là một cái sơ suất và cũng chủ quan của mình. Và các mẹ cũng thế, chúng ta đừng chủ quan, tại vì thăm khám hậu Covid vô cùng quan trọng. Nó sẽ liên quan đến rất là nhiều điều, như bác sĩ nói là sẽ phải kiểm tra công thức máu này, kiểm tra cả gan, thận, rồi là kiểm tra phổi nữa, và cái chỉ số đông máu để nó quyết định xem là những ngày tới mình sinh ấy, thì nó sẽ đảm bảo an toàn cho mẹ và con. Cái điều này thì mọi người hãy lưu ý. Và có một điều nữa mà chúng ta rất là hay quên, đó là kiểm tra cái tiểu đường thai kỳ, người ta còn gọi là nghiệm pháp dung nạp đường. Và thứ sáu tới này thì mẹ Mai cũng sẽ đi làm cái xét nghiệm đó để biết chắc chắn rằng là mình không tiểu đường thai kỳ, và hai mẹ con sẽ có một thai kỳ khỏe mạnh. Cảm ơn cả nhà.